Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du đến Kazakhstan. Sáng thứ Ba 13 tháng 9 năm 2022, Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du 3 ngày đến Kazakhstan để tham dự đại hội lần thứ 7 của các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống. Đây là chuyến tông du lần thứ 38 của Ngài tại nước ngoài. Khẩu hiệu của chuyến tông du lần này của Đức Thánh Cha: những sứ giả của hòa bình và hiệp nhất. Ngoài tham dự đại hội, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan cũng nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 35 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Kazakhstan. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đến sân bay Fiumicino lúc 7 giờ sáng và được chào đón bởi Đức Cha Gianrico Russa của giáo phận Porto Santa Rufina, nơi có sân bay Fiumicino.